12 người thoát nạn trong vụ cháy nhà 17 phòng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiều ngày 12 tháng 12, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xảy ra cháy nhà ở quận 5. Thông tin ban đầu, hơn 12 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên tại căn nhà ở kết hợp kinh doanh ở hẻm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Lúc này một số người phát hiện khói lửa ở tầng trệt nên chạy lên lầu kêu cứu. Hàng xóm chạy đến tìm cách dập lửa nhưng bất thành. PC07 đã điều động xe chữa cháy và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án cứu hỏa. Hơn 30 phút sau, cảnh sát đã cứu 2 người mắc kẹt bên trong ra ngoài, đồng thời hướng dẫn thoát nạn cho 10 người khác. Cảnh sát cũng bảo vệ được 149 trên 160 m² diện tích tầng trệt. Căn nhà trên có 17 phòng với nhiều người ở. Đi cầu thang là đai luôn á, nó từ đó nó phục ngược lên rồi chạy lên tới tầng thượng.